xin chia sẻ và giao lưu với các bạn một cái búi đơn giản bệ khủng nha các bạn. Còn mấy vòng tròn đây mấy gục rồi. Cây này khủng dữ lắm các bạn nha các bạn. Đây, các bạn xem nè. Tròn tán tròn đều, cây này đã được tỉa tàn mấy lần rồi. Hiện tại tàn tròn đều, cây này thoát thân lên tầm khoảng 1 mét và nứt. Tổng chiều cao cây này tầm khoảng 2m1, 2m2. Tán rộng ngang cũng cỡ tầm hơn 1m6. Em chậm thôi hai gỗ ơi. À, rồi quay tròn tròn đi các bạn. Đấy. Rồi đấy mình quay cận cảnh cái bệ cho các bạn xem nha. Quá trời cái bệ này. Tổng bệ này chắc cỡ 180-190 quanh ạ. Khủng khiếp các bạn luôn. Đấy, bệ đấy. Quá trời quá đất này. Đây là cái bệ này nó nằm nguyên một cụm bệ đi các bạn. Này nó khến lại hết trơn. Những cái bệ này nè, đây là nó liền lạc hết một thân luôn nha. Nó khến lại hết luôn mà nó không có phải là nhiều thân chập đâu. Khến lại nè. Quá trời nguyên cái này. Cái này là nguyên một cái cụm con rùa nè. Nó nằm kết nối. Cái này mình có thể là về mình cắt lên mình ra mình làm được một cây vip luôn đó, nhưng mà nếu như chơi cái bệ khủng thì các bạn nên để cái bệ này đặng nó cái độ gồ nó tăng cao cái độ gồ lên. Khủng khiếp cái bệ này. Đây, nguyên cái này nè. Nó trong dân nó nhiều năm á, nó khến lại nó liền hết trơn luôn rồi. Nguyên cục này, quá trời cái bệ này nó khủng. Để đứng lưu ra xíu trong quay thấy tổng cái bệ này. Đây cái cổng thất dây đo tràn hết tổng cái bệ cho mình sẽ lưng lên rồi đó. Này tổng cái bệ này hết khoảng hơn 150 chắc không hết đâu. Đây. Mày thấy nè. Cộng mặt cái mẹ ơi. 120 mà đâu luôn tràn hết cái tổng cái bệ hết cái coi như. Tổng cái cộng ngoài luôn á. Ờ. Rồi đó tổng cái cụm nữa bạn. Không đủ thước rồi. Ừ, không đủ thước rồi thì nó cỡ 160-170 à. Tại thước thì là 150 rồi các bạn. Đấy, đo cho mình cái cụm con rùa này coi bao nhiêu vậy? Cụm con rùa này đo vòng ở đây. Lòng bên đây. Đây, đây là cái cụm con rùa nha các bạn, cái cụm con rùa gà ở ngoài nha. 45. 45, cụm con rùa 45 nó bỏ cái đuôi ngoài nha các bạn. Cái này là dựa bằng cái thể lọc cái làm cái cụm con rùa không sai thôi, cũng đẳng cấp rồi đó. Cô quay tròn tròn cho em cái đó. Đúng vậy. Quá trời quá đất. Chậm chậm mặt chính cái đó đó, nguyên cái bệ này quá trời quá đất. Đường thân là già. Các bạn thấy đây là cái đơn này nó dài lắm nha các bạn. Giờ các bạn lọc bỏ, nếu các bạn chơi búi mà thì để tổng búi này cho nó gồ cái dần tán. Ở quay tròn tròn cho bên vòng đây. Rồi các bạn nào mà muốn không thích chơi bonsai thì mình lọc thoáng lại. Mình lọc thoáng lại mình làm cây bonsai lùng. Nguyên cái bệ này khủng khiếp các bạn đây luôn. Cái này giống cái bắp càng đó. Tôi lại em nội luôn. Quay phim mình. Cứ nghĩ nó bắp càng đó. Trời. Má ơi. Ăn khế chả vàng luôn. Hai ông nhảy luôn coi, tối nay mua rượu cho uống luôn. Tại nhảy này chắc hai cái bốc càng mới nhảy à. Nhảy được bốn cái luôn.